Đầu bếp Nguyễn Văn Thái xin chào quý vị đến với chương trình Khám phá bếp Việt. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn món thịt ba chỉ chiên sốt nước tương, món ăn khá quen thuộc trong bữa cơm gia đình của người Việt Nam. Để chuẩn bị làm món ba chỉ chiên sốt nước tương thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đầu tiên là thịt ba chỉ 800g, đồ ăn kèm là dưa leo, cà chua, xà lách và hành tím bầm, gừng thái sợi, tỏi bầm, ớt bầm, những gia vị thông thường như là hạt nêm, đường, muối, bột ngọt, giấm, tương ớt. Để làm món này, gia vị không thể thiếu đó là nước tương, chin su, nấm, shiitake. Để làm món này thì đầu tiên chúng ta sẽ thịt ba chỉ này các bạn sẽ rửa sạch bằng muối và rượu gừng. Sau đó chúng ta sẽ dùng 2 lít nước để chúng ta luộc cái thịt này cho nó chín trước đã. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách luộc thịt. Đầu tiên chúng ta sẽ đổ vào đây là 2 lít nước. Và chúng ta nêm gia vị sau: hành tím 10g, gừng 8g, hạt nêm 10g, muối 10g, đường 8g, bột ngọt 5g. Phần gia vị này chúng ta sẽ đổ hết vào cùng với 2 lít nước. Chúng ta đun cho sôi. Như vậy là gia vị nó sẽ tan thì chúng ta sẽ cho thịt vào. Các bạn nên nhớ là luộc sôi 10 phút tính từ lúc nước sôi nhé các bạn. Chúng ta đậy nắp lại. Trong khi chờ đợi thịt chín thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách pha sốt nước tương. Đầu tiên các bạn cho vào đây là 50g đường, 5g bột ngọt, 30g tương ớt, 10g giấm, 5g ớt bằm. Một gia vị không thể thiếu đó là nước tương chin su. Nước tương này các bạn cho vào đây là 200g. Phần này các bạn trộn đều lại. Bây giờ chúng ta sẽ phi tỏi. Chúng ta cho vào đây là 30g tỏi bằm, 20g dầu ăn. Chúng ta phi thơm. Rồi sau khi tỏi đã thơm thì các bạn đổ hết cái phần nước sốt này vào, nấu cho nó tan đường ra. Các bạn nhìn nước sốt nước tương rất là hấp dẫn. Sau khi đường đã tan thì các bạn tắt bếp. Các bạn cho nước sốt này ra tô. Như vậy phần nước sốt đã xong. Lúc này thịt đã chín, chúng ta tắt bếp đi và chúng ta sẽ vớt thịt ra. Các bạn có thể là sử dụng thau nước lạnh để các bạn ngâm thịt vào đây để nó nhanh nguội trắng. Trường hợp miếng thịt mà các bạn thấy nó lớn quá thì các bạn có thể cắt ra làm hai để chúng ta chiên cho nó dễ. Bây giờ chúng ta sẽ cắt thịt, cắt ra làm hai để cho nó dễ chiên. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành chiên cho thịt vàng. Chúng ta sẽ múc dầu vào chảo. Sau đó chúng ta sẽ bật bếp lên. Lúc này dầu đã sôi ở nhiệt độ 160. Chúng ta sẽ xả thịt và chúng ta chiên. Chúng ta chiên khoảng 5 phút nha các bạn. Thịt nó vàng đều này. Các bạn sẽ vớt ra. Các bạn nhìn miếng thịt nó rất vàng, rất là đều. Bây giờ tôi hướng dẫn cho các bạn cách cắt thịt nha. Đó, các bạn thấy nó giòn rộng luôn. Cắt dứt khoát. Bây giờ chúng ta sẽ tưới sốt nước tương lên trên. Vừa rồi chúng ta đã thực hiện xong món ba chỉ chiên sốt nước tương. Chúc các bạn thực hiện thành công tại nhà trong bữa cơm gia đình rất là ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Khám phá bếp Việt. Vì hôm nay đầu bếp Trần Lành sẽ giới thiệu cho mọi người một món ăn rất là ngon, có thể là ăn cơm cũng được nè, ăn chơi cũng được nè, hay là mình kết hợp với những buổi tiệc trong gia đình đều được hết nha mọi người. Món ăn này đó là món cá rô hồng hấp với bạc. Thì để thực hiện cái món ăn này thì chúng ta cần có những nguyên liệu cơ bản sau đây: hành, cò rí, ớt xim xanh,
tiêu xanh và những gia vị thông dụng cơ bản trong gia đình mình: muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, dầu hào, dầu mè, tương ớt, hành tím, tiêu, tây, đậu trắng. Và nguyên liệu chính của chúng ta đó là con cá rìu hồng, khoảng 7-9 lạng nha. Và một nguyên liệu không thể nào thiếu được trong món ăn này đó là nước tương Ginsu nấm shiitake. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt tay vào sơ chế các nguyên liệu nha. Thì đầu tiên chúng ta cần 20g hành lá. Hành lá thì mình lấy phần gốc nha. Đó, mình băm nhuyễn, cắt nhuyễn luôn, cắt nhỏ. Đó, mình cho vào đây. Đó. Mình sẽ có 10g ngò rí. Ngò rí thì mình sẽ lấy phần gốc nha. Phần gốc này nó sẽ thơm hơn cái phần ngọt. Mình cũng sẽ băm nhỏ luôn. Chúng ta cũng sẽ cho vào cái tô này chút xíu, mình sẽ trộn sốt luôn. Tiêu xanh thì chúng ta có khoảng 30g tiêu xanh, đập dập và cắt cho bể cái hạt tiêu khoảng 10g. Còn lại thì mình để nguyên dây chút xíu là mình để sử dụng cho bỏ hấp trực tiếp vào cá luôn. Ớt xanh thì mình có khoảng từ 3 tới 4 trái, tùy theo mỗi người. Ví dụ mình thích ăn cay thì mình có thể cho thêm, còn mình không thích ăn cay thì mình giảm lại ha. Xanh này nó cũng không cay nhiều đâu mọi người, mình chỉ đập dập thôi để tăng thêm cái hương vị nó thơm hơn cho cái sốt của mình. Và mình sẽ cho thêm vào đây là khoảng 30g hành tím ha. 30g hành tím, khoảng 2g tiêu xay, khoảng 4g bột ngọt, 5g đường, khoảng 7g hạt nêm, 15g dầu hào, khoảng 12g tương ớt và 2g dầu mè. Và một nguyên liệu rất quan trọng trong món ăn này đó là nước tương Ginsu nấm shiitake. Chúng ta cho khoảng 20g. Chúng ta sẽ trộn đều cái nguyên liệu sốt của chúng ta lên. Cá chúng ta đã làm sạch rồi á, thì bây giờ mình sẽ khứa nó cho nó dễ thấm gia vị hơn. Đó, chúng ta sẽ khứa đều cá. Bây giờ chúng ta khứa vừa thôi, đừng có cắt tới xương nha mọi người. Tại khi hấp cá nó sẽ bể thịt, nó ra nó sẽ không đẹp và nó không ngon nhiều hơn ha. Rồi, chúng ta bỏ ra đây. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tờ giấy bạc ha. Chúng ta sẽ đặt cá lên. Rồi, mình sẽ chế nước sốt để ướp cá. Mình sẽ ướp hai mặt. Mình sẽ dùng một nửa ướp mặt trên. Mình sẽ massage nó, thoa đều cho nó thấm vào thịt. Đó, chúng ta nhét nhét vào cái bụng nó chút xíu, nó thơm đều con cá. Bên này, phần này thấm rồi á, thì mình sẽ lật con cá lại. Mình sẽ ướp tiếp phần nguyên liệu còn lại nha. Hết luôn cá luôn nha. Chúng ta có thể thoa đều nó cho nó thấm gia vị. Đó. Chúng ta sẽ gói cá lại ha. Gói tít cá lại. Rồi chúng ta sẽ dùng cây xiên xiên vài lỗ để hấp cho con cá mình nó hấp nó nhanh hơn ha. Ít thôi nha mọi người, chúng ta sẽ cho vào lò hấp chúng ta hấp ha. Rồi chúng ta sẽ đặt cá vào. Khi có giấy bạc á, thì hấp con cá này khoảng từ 17 đến 20 phút nha, cho cá nó chín hoàn toàn. Chúng ta cứ hấp lửa vừa thôi. Như vậy là cũng đủ thời gian rồi mọi người. Bây giờ mình lấy cá ra ha. Mình sẽ lấy cá ra ha. Cá ra. Mình sẽ mở giấy bạc ra ha. Wow, cái mùi thơm nó sọc lên mũi mình luôn mọi người, rất là thơm.
Như vậy là trong vòng khoảng 20 phút thì chúng ta đã thực hiện xong một món ăn cá hấp với bạc thơm ngon ngay tại nhà rồi nha mọi người. Thì chúc mọi người sẽ thực hiện thành công món ăn này ngay tại nhà. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào quý vị khán giả kênh Khám Phá Bếp Việt. Hôm nay tôi hướng dẫn quý vị món cá ngừ kho nước tương. Để làm món này tôi cần có nguyên liệu như sau. Đây là cá ngừ nửa ký. Tôi có tiêu xanh, ớt sừng, ớt hiểm, đầu hành. Bên đây tôi có hành tím, tỏi bầm, hạt niêm, bột ngọt, đường, muối, tiêu xay. Và nước tương Jinsu nấm shiitake. Rồi bây giờ tôi chuẩn bị cắt đầu hành ha, để bầm. Rồi tôi cho 2 trái ớt. Rồi 1 chi tiêu ha. Rồi bây giờ chúng ta lóc cá ngừ. Cá ngừ thì tôi sẽ phi lê ra, không lấy xương các bạn. Rồi, sau đây chúng ta chia nó ra làm 4 ha. Rồi, tiếp tục lặp lại nha các bạn. Bây giờ chúng ta mở bếp lên chúng ta kho cá nha các bạn. Khi cái thô đã nóng thì sẽ cho dầu chừng khoảng 15g. Rồi sau đó tôi cho 5g đường thắng calamen. Rồi sau đó chúng ta cho cá vào. Rồi, tôi sẽ cho nước vào đây, nước này khoảng 100ml nha các bạn. Rồi, tôi cho 5g hạt niêm. Bột ngọt 15g. Đường 30g. 2g muối. 1g tiêu. Rồi, nước tương Jinsu 50g. Rồi, tôi bỏ tiêu và ớt vô. Rồi, sau đó chúng ta đảo cho nó đều, cho nó thấm cá nha các bạn. Rồi chúng ta chỉnh lửa nhỏ, riêu lại cho nó khô lại, kho cho nó cứng cá ha, nó mới ngon. Rồi sau đó chúng ta phi một ít tỏi ha, để chúng ta bỏ vô cá cho nó thơm. Rồi dầu đã được 60 độ đến 70 độ, chúng ta cho tỏi vào. Tỏi các bạn muốn phi vàng thì các bạn phải rửa qua nước ha. Các bạn rửa qua nước sạch sẽ rồi các bạn dắt cho nó ra cái mũ đi. Rồi chúng ta phi nó mới vàng, nó mới đẹp được.
Rồi, tỏi đã vàng 24 rồi, chúng ta ra đổ ra, tách dầu với tỏi riêng ra. Rồi lưu ý khi kho chúng ta chở cá cho nó thấm đều ha. Nãy giờ tôi kho cũng đã được 5 phút rồi, giờ tôi chở mặt nó ha, cho nó thấm đều. Rồi bây giờ tôi sẽ cho 10g dầu tỏi vào đây. Cá đã hoàn thành rồi, giờ chúng ta tắt lửa ha. Tôi đã hoàn thành xong món cá ngừ kho nước tương. Chúc các bạn thực hiện món này thành công, bình bữa cơm gia đình cùng người thân. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin chào quý khán giả của Khám phá Bếp Việt. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm món giò heo kho nước tương. Đây là một món ăn phù hợp với mọi bữa cơm trong gia đình của mọi người. Hôm nay tôi sẽ thực hiện khẩu phần ăn dành cho 3 đến 4 người trong một gia đình. Thì chúng ta cần chuẩn bị 1,5 kg thịt giò heo đã được chặt ra những thành miếng vừa ăn. Các thành phần để làm món giò heo kho nước tương này sẽ bao gồm quế, hoa hồi, đinh hương, hành tím, gừng cắt lát. Các gia vị sẽ bao gồm đường phèn, muối, hạt nêm, tiêu xay, rượu trắng, dầu hào, hắc xì dầu, nước dừa. Và một gia vị đặc biệt không thể thiếu trong món ăn này đó là nước tương chinsu, nấm shiitake. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi sơ chế giò heo. Sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi. Sau khi nước sôi hẳn, chúng ta sẽ cho phần giò heo đã chặt miếng vừa ăn vào. Đợi cho nước sôi trở lại thì chúng ta sẽ canh thời gian khoảng 2 phút và vớt ra, đem rửa sạch lại với nước lạnh. Sau khi cái phần nước luộc giò heo của chúng ta đã sôi trở lại tầm 2 phút, bây giờ tôi sẽ vớt cái phần giò heo này ra và mình đi rửa sạch lại với nước lạnh cho nó sạch hết cái phần dơ. Sau khi rửa sạch phần giò heo với nước lạnh rồi thì bây giờ tôi sẽ đem tẩm ướp cái phần giò heo này. Để ướp cho 1,5 kg giò heo, chúng ta sẽ có 5g muối, 10g dầu hào, 10g hắc xì dầu và chúng ta có thêm 30g nước tương chinsu, nấm shiitake. Tiếp theo, chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp gia vị và ướp trong vòng 15 phút để cho thịt được thấm gia vị. Sau khi phần giò heo đã ướp được 15-20 phút rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đem kho. Đầu tiên, chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn vào chảo. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cho hành tím, hoa hồi, quế cây. Chúng ta sẽ xào thơm cái hỗn hợp này lên trước. Chúng ta sẽ cho vào đây 4 đầu đinh hương. Chúng ta đảo đều, sau đó sẽ cho cái phần thịt giò heo đã ướp vào. Chúng ta đảo đến khi thấy phần thịt săn lại thì mình sẽ cho vào đây một ít rượu trắng. Rồi, chúng ta sẽ cho vào đây một ít rượu trắng. Rồi, sau khi phần rượu chúng ta đã cho vào và đảo đều lên rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho nước dừa vào, khoảng 2 trái dừa. Phần nước nó sẽ sắp sắp cái mặt thịt như vậy là được. Tiếp theo chúng ta sẽ nêm vào đây phần gia vị gồm có 40g đường phèn, 10g dầu hào, 10g nước tương chinsu, nấm shiitake. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có thêm 2g tiêu. Nấu cái hỗn hợp này cho nó sôi lên.
Rồi sau khi hỗn hợp của chúng ta đã bắt đầu sôi trở lại thì nó sẽ có bọt, thì chúng ta sẽ bắt đầu vớt cái phần bọt dơ ở trên mặt đi. Rồi sau khi đã vớt sạch bọt thì chúng ta sẽ cho vào đây gừng đã cắt lát. Mình sẽ cho khoảng 50g gừng và thêm 10g hắc xì dầu vào để tạo cái màu cho món kho. Rồi sau khi trộn đều tất cả thì bây giờ mình sẽ để lửa nhỏ và hầm cái giò heo này trung bình 60 phút tới 90 phút. Sau khi cái giò heo của chúng ta đã hầm được 90 phút này, các bạn thấy là nước sốt nó cũng đã bắt đầu sánh sệt lại rồi. Chúng ta sẽ tắt lửa và bắt đầu trang trí món ăn. Và chúng ta sẽ cho cái phần giò heo này ra một cái tô nhỏ. Ta sẽ chan một ít nước sốt lên. Tiếp theo chúng ta sẽ cho vào đây một ít hành lá và một ít ớt để trang trí. Món này sẽ dùng kèm cơm trắng và một ít rau luộc. Như vậy là sau khi nấu nhỏ lửa ở thời gian 90 phút thì món giò heo kho nước tương của chúng ta đã thực hiện thành công. Món này quý vị có thể dùng chung với cơm trắng, rau luộc và một ít nước tương chin su. Chúc quý vị thực hiện thành công món ăn này ngay tại nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Khám phá Bếp Việt. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một món ăn nữa, đó là món heo quay kho cải chua. Để thực hiện món này, chúng ta có những nguyên liệu sau đây. Chúng ta có heo quay nửa ký, chúng ta có cải chua cũng nửa ký. Ngoài ra chúng ta có hành lá và ớt sừng. Các nguyên liệu gia vị của chúng ta có như hạt nêm, đường, tiêu, dầu điều, hành tím, tỏi. Ngoài ra chúng ta có nước dừa và một gia vị nữa, đó là nước tương chin su, nấm, shiitake. Và chúng ta cùng bắt tay vào sơ chế nào. Cải chua, đầu tiên là chúng ta sẽ rửa sạch nó đi. Các bạn nhớ là rửa kỹ phần bên trong, lại thường nó sẽ có cát. Sau đó là chúng ta bỏ đi phần cùi chính giữa đi, để phần cùi thường nó sẽ bị cứng. Đó, chúng ta bỏ đi. Đó. Sau đó chúng ta cắt. Đó, chúng ta cắt miếng lớn như vậy nha, đừng cắt nhỏ quá. Và tương tự như vậy chúng ta cắt cái còn lại. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị phần heo quay, thì chúng ta cắt cái làm đôi ra. Đó, chúng ta cắt miếng vừa. Các bạn heo quay các bạn đừng cắt mỏng quá nha. Mỏng quá thì khi các bạn xào nó sẽ nát và nó cũng sẽ không ngon. Và chúng ta cắt cái phần hành lá và ớt sừng. Hành lá chúng ta cắt khúc nha. Ớt sừng chúng ta sử dụng khoảng một trái. Chúng ta thái mỏng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chế biến món này. Đầu tiên chúng ta cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu ăn. Chúng ta cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu điều nữa để tạo cái màu sắc. Tiếp theo chúng ta cho vào đây khoảng 10g hành tím băm, 10g tỏi băm. Sau đó chúng ta đảo đều lên cho nó thơm. Sau khi thơm rồi chúng ta cho phần cà chua vào. Tiếp theo chúng ta cho vào đây cái phần heo quay chúng ta chuẩn bị lúc nãy nha. Đó, chúng ta đảo đều.
Rồi bây giờ sau khi chúng ta đảo được tí xíu rồi, bây giờ chúng ta cho vào đây một chén nước dừa. Bây giờ chúng ta bắt đầu nêm gia vị. Chúng ta nêm vào đây 10g hạt nêm, đường còn 3g thôi. Chúng ta cho ít thôi nha, tại vì nước dừa của chúng ta nó đã ngọt rồi. Và không thể thiếu đó là nước tương chin su. Chúng ta cho vào đây 30g. Rồi sau đó chúng ta đảo đều lên. Đó, các bạn đảo đều lên, sau đó các bạn nấu trong vòng 5 phút cho gia vị nó thấm vào cải chua và heo quay. Đó thì chúng ta cho thêm khoảng nửa chén nước. Chúng ta kho thêm khoảng 5 phút nữa nha. Rồi sau khi chúng ta kho đủ cái thời gian rồi thì bây giờ chúng ta cho cái phần ớt sừng vào và hành lá vào nha. Rồi chúng ta kho thêm 1 phút là chúng ta tắt bếp là được rồi. Cái nước sốt nó đã thấm vào cái heo quay cải chua rồi. Nó phải còn hơi hơi nước như thế này nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp và ra trang trí nha. Cho cái phần cải chua này ra đĩa này. Đấy, rất hấp dẫn. Chúng ta cho vào đây một phần nước nha. Là chúng ta đã hoàn thành xong món heo quay kho cải chua, một món ăn dễ làm mà rất là bát cơm. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo với những món ăn ngon của ẩm thực Việt. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Khám Phá Bếp Việt. Thì tiếp tục hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một món ăn, đó là lòng gà xào cây. Đây là một món ăn các bạn có thể nấu ăn gia đình hoặc là vào những cuộc vui chơi với bạn bè. Chuẩn bị cho món này, các nguyên liệu của chúng ta cần chuẩn bị như sau. Chúng ta có lòng gà, ở đây chúng ta sử dụng khoảng 3 bộ lòng gà. Ngoài ra chúng ta có phần hành tây, một củ, hành lá, ớt sừng, ngò rí để chúng ta trang trí. Và tiếp theo đó là phần gia vị, là chúng ta có đường, hạt nêm, sa tế tôm, ớt băm, gừng băm, hành phi cho món này. Ngoài ra chúng ta có nước tương chin su, nấm, shiitake. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế rau. Ở đây hành tây. Hành tây chúng ta bắt đầu thái. Chúng ta thái mỏng đã. Ở đây chúng ta sử dụng khoảng nửa củ. Ớt sừng các bạn sử dụng khoảng nửa trái. Bạn thái mỏng nha. Rồi, ngoài ra chúng ta có hành lá. Đó, các bạn thái khúc vừa như thế này. Hành lá thì chúng ta sử dụng khoảng 4 đến 5 cây. Còn ngò rí thì chúng ta xí nữa chúng ta trang trí món ăn. Phần lòng chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Đó, phần nào lớn thì chúng ta cắt nhỏ ra. Ở đây chúng ta có gan nè. Các bạn nhớ là đừng cắt nhỏ quá nha. Thì khi chúng ta xào thì nó teo lại là vừa. Lòng. Đó, đây là mề. Mề thì các bạn mua về các bạn nhớ làm sạch. Rồi sau đó các bạn chà qua muối. Đó. Trứng gà non thì các bạn chỉ cần cắt rời ra là được rồi. Các bạn đừng cắt cho nó bơ ra nhé. Cắt rời ra là được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xào cái lòng gà nha. Đó, chúng ta bật lửa lên. Chúng ta cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo chúng ta cho vào đây khoảng 5g tỏi xay. Ớt băm chúng ta cho vào đây khoảng 2g. Gừng chúng ta cho vào 2g. Chúng ta đảo đều cho thơm. Đấy.
Sau khi chúng ta đi xào thơm, chúng ta cho cái phần lòng gà chúng ta đã sơ chế trước đó vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nêm phần gia vị này. Chúng ta bật nhỏ lửa lại để chúng ta nêm gia vị. Chúng ta cho vào đây khoảng 3 gram hạt nêm. Đường chúng ta cho vào khoảng 4 gram. Ngoài ra chúng ta có sa tế tôm, chúng ta cho vào đây khoảng 10 gram. Ngoài ra chúng ta có nước tương chin su, nấm shiitake, chúng ta sử dụng khoảng 20 gram. Và chúng ta cho vào đây khoảng 50 gram nước lạnh. Rồi sau đó chúng ta bật lửa lớn lên cho phần gà của chúng ta nó thấm đều cái gia vị. Các bạn nhớ là đảo nhẹ tay thôi nha, chứ không là cái phần trứng của chúng ta nó vỡ ra thì nó sẽ không còn ngon nữa. Rồi như vậy là chúng ta để ý cái phần nước sốt nó sệt lại rồi. Lòng gà của chúng ta nó cũng đã chín rồi thì chúng ta cho cái phần rau củ vào. Chúng ta có cái phần hành tây này, ớt sừng này chúng ta cho vào trước. Chúng ta đảo lên. Rồi chúng ta tắt bếp nha. Đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái món này. Chúng ta mang ra chúng ta bắt đầu trang trí nha. Như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu cho ra dĩa. Đó. Sau khi chúng ta hoàn thành rồi, chúng ta cho lên đây một ít hành phi để nó có thêm cái hương vị ngon hơn. Chúng ta vừa hoàn thành xong món lòng gà xào cây, một món ăn đậm đà và rất là bát cơm. Hy vọng với công thức của Tú thì mọi người có thể thực hiện thành công tại nhà. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào thầy. Chào Hoài Hương. Dạ, rất là vui được đón thầy Quốc Bình đến với gian bếp của Khám Phá Bếp Việt ngày hôm nay. Hôm nay là số thứ hai đúng không thầy? Dạ, đúng rồi. Dạ, lần trước thì em nhớ là mình làm cái món sườn ram mặn. Trời ơi, em về em làm á, rất là ngon luôn thầy. Nhưng mà có điều là cái màu thì em thấy nó không có được bằng thầy, được khoảng 80% thôi. Wow, vậy cũng được rồi ha. Có thể thầy Hoài Hương thử thêm một lần nữa thì chắc hẳn cái màu sẽ đẹp hơn. Dạ, nhưng mà có điều hôm nay thì mình học món mới đi thầy. À, thì hôm nay sẽ hướng dẫn với quý vị khán giả và Hoài Hương cái món mực xào chua ngọt. Vâng ạ, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Khám Phá Bếp Việt. Và chương trình này do nhãn hàng Jolly Made Food đồng hành và tài trợ chính. Ngày hôm nay như thầy Quốc Bình vừa chia sẻ là chúng ta sẽ thực hiện một món xào, đó là mực xào chua ngọt. Món này mà ở nhà có em bé nha là chắc chắn sẽ rất là mê luôn. Dạ, với món này thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu nào ạ? Ngoài mực thì ngoài mực ra chúng ta có thể những nguyên liệu phụ là cà rốt, dạ, hành tây, ớt chuông xanh đỏ vàng. Tạo hương thơm thì có thêm một ít rau cần thì cho nó có cái mùi hương thơm đặc trưng. Mực tuy là đơn giản nhưng mà để chọn được một cái con mực ngon thì mình nên chọn cái kích cỡ hoặc là mình có cái bí quyết nào để biết là mực tươi thầy? Mình chọn mực thì để loại mực ngon thì chúng ta nên chọn cái mực có cái độ giòn, khi chúng ta rờ vào thì nó có cái độ săn chắc là nó đạt yêu cầu. Ngoài ra thì mình còn gia vị nào nữa không ạ? Gia vị của chúng ta gồm có đường, bột ngọt, bột canh của Jolly Made, và một ít muối để khử mùi tanh của cái mực thì cho một ít gừng ha. Và cái quan trọng cuối cùng để là tạo vị chua trong đây thêm là giúp cho cái món mực chua ngọt của mình nó đạt yêu cầu thì mình sẽ dùng tương cà của Jolly Made. Dạ rồi, hôm nay thì em thấy món này phần nguyên liệu và gia vị cũng khá là đơn giản. Mình sẽ sơ chế mực như thế nào ạ? Thì để thực hiện cái món này chúng ta sẽ sơ chế mực thì về mình làm sạch ha, bỏ luôn cái phần
da bên ngoài và những cái mắt thì bỏ, và chúng ta sẽ khứa bông và cắt miếng vừa ăn. Dạ. Giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm cái món mực xào chua ngọt. Dạ. Thì để sơ chế mực ha, thì chúng ta sẽ làm sạch trước, bỏ phần da ha, và chúng ta sẽ cắt bông ha. Bông. Cắt bông để cho cái mực nó mau thấm ha, và khi mình ăn nó có cái độ giòn. À. Thầy ha, mình khứa bông, mình nghiêng cái dao bạn ha. Thầy làm rất là nhanh. Rồi, ok ha. Đây mình khứa bông thế này. Cái này khi mà nó chín thì nó bung thành. Đúng rồi, bung thành cái bông á. Dạ. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cắt mực thành miếng vừa ăn ha. Dạ. Bởi vậy tiêu chí của chương trình bao giờ cũng là món ngon nè, dễ làm nhưng mà phải đẹp nữa. Thì với cái cách mà mình khứa bông như thế này thì sẽ làm cho cái món ăn trong bữa cơm gia đình của các bạn trở nên hấp dẫn, bắt mắt hơn. Tuy nhiên thầy làm quen nên thầy làm rất là nhanh nha. Còn nếu mà chị em nào mới làm bếp thì chúng ta làm từ từ thôi, chứ thôi em nghĩ là làm quá nhanh như vậy mà dao nó bén rồi thì cũng dễ đứt tay. Dạ. Dạ rồi. Thì khi làm thì chúng ta chú ý về cái kỹ năng cho nó kỹ chút xíu ha. Dạ. Như quen thì chúng ta có thể làm hơi chậm ha, còn quen thì mình làm nhanh ha, thì cho nên mình đỡ tốn thời gian hơn. Dạ. Rồi ha, khi mực chúng ta đã sơ chế rồi ha, thì các bạn sẽ chần sơ qua nước sôi và cho một ít rượu vào để cho khử mùi tanh ha. Dạ. Mùi tanh của mực, và thêm một ít gừng ha, thì cho thầy cái muỗng. Dạ. Dạ đây. Tí gừng. Ha, và cho một ít gừng rượu ha. Dạ. Cho rượu trắng vào đó rồi. Khi chờ nước sôi ha, chúng ta sẽ cho mực vào, mình chần sơ qua để cho cái mùi tanh của mực nó bán đi. Dạ. Ủa, như vậy là mình sẽ chần qua rồi mình mới ướp hả thầy? Thông thường thì món mực này người ta đã ướp muối trước khi mà vào bờ. Nếu có cũng có vị mặn. Thứ hai nữa là mình sẽ chần sơ để khử cái mùi tanh nó không còn nhiều nữa ha. Dạ. Rồi khi nước sôi các bạn, chúng ta cho mực vào chần sơ. Chần sơ thì mình thấy nó như thế nào là mình biết được thầy? Chỉ cần nước sôi chúng ta đảo qua khoảng 1 phút là được ha. Dạ. Sơ qua là được, cũng không cần phải vừa thấy mực săn là được. Dạ. Để cho khử mùi tanh thôi. Em thấy vậy là được. Dạ rồi, ok, chúng ta cho ra ha. Rồi, khi chúng ta chần mực sơ qua nước sôi ha, tiếp tục người ta tiếp tục mình sẽ làm thêm cái nguyên liệu phụ ha. Dạ. Phụ gồm có là ớt xanh ha. Chúng ta cắt cạnh ha, vuông 3 cm. Cho thầy cái dĩa. Rồi ha, ớt xanh. Thế là mình xịt thêm màu vàng để tạo màu sắc cho nó đẹp. Thầy ơi, em có một thắc mắc đó là tại sao tất cả những món chua ngọt thì người ta hay sử dụng cái ớt chuông, mà nếu mà mình thay thế bằng cái loại rau củ khác thì có được không? Thì cái ớt chuông thì trong đây thành phần dinh dưỡng rất là cao ha. Dạ. Vitamin C cao nên người ta hay sử dụng. Thứ hai là cái tạo màu sắc nó cũng đẹp ha. Dạ. Thì ngoài ớt chuông thì người ta sử dụng thêm cà chua bạn ha, những người ta sử dụng cà chua, dưa leo ha. Thì gia vị trong đây thì mình sử dụng như vậy, nhưng mà nguyên liệu thì có thể thay đổi ha. Dạ. Thay đổi thêm. Tại sao Hoài Hương lại hỏi thầy như vậy? Tại vì Hoài Hương cũng có em bé nhỏ nè. Rồi Hoài Hương biết là cũng có nhiều gia đình có em bé thì thích những cái món như thế này. Nhưng mà đôi khi ớt chuông thì nó cũng hơi cay, hơi nồng nồng. Với người lớn thì không sao, nhưng mà với trẻ con thì cũng khá là khó ăn. Vì thế mà theo gợi ý của thầy thì chúng ta có thể thay thế bằng những cái loại rau củ khác mà mình cảm thấy là phù hợp cũng như là đầy đủ dinh dưỡng. Cà rốt này mình đã tỉa hoa rồi. Đúng rồi, mình tỉa sơ hoa để cho nó tạo màu sắc nó đẹp ha. Dạ. Rồi, rau cần với hành lá ha, mình sẽ cắt khúc. Dạ. Khi xào chú ý ha, những cái rau này rau thơm thì mình nên cho xào. Nếu mình cho sớm thì nó dễ bị mềm quá ha. Thêm hành lá nữa. Đúng rồi, thêm một ít hành lá ha. Dạ. Hành lá là mình cũng cho sau cùng. Đúng rồi, hành với cần mình cho sau cùng ha. Dạ. Thường thường ta nói trong món ăn thì cần tái cải nhừ ha. Rau cải thì có thể làm hơi nhừ chín chút xíu, nhưng mà cần chỉ là tái thôi ha. Dạ. Để tạo cho nó cần tái cải nhừ. Đúng rồi ha, cần tái cải nhừ. Dạ, đây là lần đầu tiên em nghe câu này. Dạ. Rồi bây giờ khi chúng ta đã cắt là xong thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm cái món mực. Dạ. Xào chua ngọt. Rồi để làm thực hiện món mực xào chua ngọt ha, chúng ta trước tiên sẽ làm cái sốt. Thì đây chúng ta cho một ít đường ha. Thì mực xào chua ngọt thì có cái vị chua và vị ngọt là chính ha. Dạ. Đường cho ha. Cho nên là phải hơi nhiều đường. Đúng rồi, hơi nhiều đường xíu ha. Thì nó có vị ngọt ha. Mì chính hay bột ngọt cho một ít thôi. Dạ. Rồi, bột canh ha, cho khoảng 3 gram. Dạ. Rồi, muối chúng ta cho khoảng 2 gram. Rồi, hòa tan một ít nước ha. Dạ. Nước để cho cái gia vị mình nó tan. Rồi, không thể thiếu đó là thêm giấm ha, để tạo vị chua. Dạ.
Sử dụng chanh cũng được đúng không thầy? Chanh thông thường thì ta xào, người ta không sử dụng chanh mặn ha. Thông thường xào thì sử dụng giấm là thường xuyên. Rồi cái phần cuối cùng là mình cho tinh cà của Cholimet ha. Tạo cái độ chua và tạo độ màu hấp dẫn ha. Rồi chúng ta hãy hòa tan cái gia vị như thế này. Cho nó đều ha. Rồi khi hòa tan xong ha, chúng ta bắt đầu thực hiện cái món mực xào ha. Đầu tiên mình sẽ mở lửa lên. Món này cũng là món đặc trưng của miền Nam hả thầy? Đúng rồi, món này cũng là đặc trưng miền Nam ha. Thì có vị chua và vị ngọt ha. Hòa hương cho xin ít tỏi được mà. Có cần dầu ăn không thầy? Mình sẽ cho ít dầu ăn ha. Rồi, khi dầu nóng chúng ta cho tỏi vào. Nghĩ là nếu mà dùng trong bữa cơm gia đình, dùng kèm với cơm trắng cũng ngon. Mà nếu như trong những buổi tiệc thì mình cũng có thể dùng không nè, hoặc là mình dùng với bánh phồng tôm em nghĩ cũng ngon luôn. À, thông thường thì đúng rồi ha, thì người ta hay dùng trong những cái bữa cơm gia đình. Rồi khi mà tỏi đã thơm là chúng ta cho mực vào ha. Đợi cho nó thơm, nó không bớt mùi tanh ha. Rồi, chúng ta cho nguyên liệu vào, phụ vào. Hôm nay mình có ớt xanh nè, ớt đỏ ha, hành tây ha, cà rốt à. Nhớ là mình đâu cần dĩa hành là mình sẽ cho sau cùng quá ha. Đúng như thầy nói thì khi mà sử dụng cái ớt chuông á thì cái màu sắc rất là đẹp. Rồi khi mà vừa đảo đều chúng ta cho sốt vào. Cái rau củ thì mình sẽ xào chín hay là vừa thôi thầy? Thì cái rau củ để mình còn độ giòn và màu sao hấp dẫn ha, thì chúng ta xào vừa chín tới ha. Các bạn đừng xào mà chín quá, khi mà xào chín quá thì nó mềm á, thì mình ăn nó mất độ giòn thì nó mất ngon ha. Mà xào vừa chín tới thì tôi nghĩ là nó cũng còn cái độ ngọt ở trong cái rau củ nữa. Đúng rồi ha. Thì giữ được cái phần dinh dưỡng và cái độ ngọt của rau củ nhiều hơn. Chúng ta đảo đều ha, cho cái rau củ với mực vừa chín tới là được. Thì trong đây ha, mình chúng ta có thể thêm một ít gừng ha. Gừng băm để hoặc gừng thái chỉ cũng được, để cho nó bán cái mùi tanh của mực ha. Thì thông thường cái mực thì tanh nên người ta hay sử dụng gừng để át cái mùi đi. Hay là nó cũng có vị ấm ha. Nó cân bằng lại cái tính hàn của hải sản. Dạ đúng rồi. Rồi khi mà đã mực và nguyên liệu chín ha, chúng ta cho hành với cần vào ha. Rồi chúng ta đảo đều làm vớt ra ha. Thơm quá. Rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ xào xong, mình cho ra đĩa ha. Thơm quá. Em thấy món này còn nhanh hơn cái món lần trước nữa đó thầy. À thì thực tế những món xào rất là nhanh mà. Ha. Quan trọng mình chuẩn bị cái hơi cái phần hơi lâu chứ thực ra xào rất là lẹ. Quá. Rồi ha. Chúng ta cho ra dĩa ha. Thì màu sắc xanh xanh đỏ đỏ đúng không ạ? Cho em bé nó thích hơn. Rồi cho hoài ít hành lên để trang trí cho thành một cái chén đi. Rồi ha, chúng ta cho ít hành lên để trang trí ha. Rồi, cho nó đẹp nó có món ăn của mình ha. Rồi, chúng ta sẽ vừa thực hiện xong cái món mực xào chua ngọt ha. Giờ mời Hoài Hương thử ha. Chúng ta sẽ dùng với một ít cơm. Đây. Ha. Ít rau củ ha. Rồi cho một ít mực vào. Đây, mời Quỳ Hương dùng thử ha. Quý vị ăn cơm chưa? Bây giờ thì Hoài Hương sẽ thưởng thức món cơm cùng với mực xào chua ngọt. Hoài Hương thấy vị như thế nào ạ? Chút xíu cơm nữa thầy ha. À đúng rồi, phải kèm cơm ha. Thông thường món này ta hay dùng với cơm là nhiều. Hoặc là có thể dùng ăn chơi cho những cái món khai vị ha, ăn món bữa giữa của bữa cũng được. Giờ nói sao ta? Nó khen thì thầy nói là nịnh thầy để học được nhiều món. Nhưng mà thật sự là món này rất là ngon. Cái mực thì là nó dai, giòn và vẫn tươi. Cho nên là cái mực rất là ngọt.
Ngoài ra thì em thích cái món chua ngọt của thầy, bởi vì có một số nơi thì họ làm cái món chua ngọt nó quá đậm, tức là quá chua hoặc là quá ngọt thì em cũng không thích lắm. Nhưng mà riêng với khẩu vị của Hoài Hương thì cái độ chua ngọt trong món này thầy làm rất là vừa ăn, cộng thêm một tí xíu cơm nóng nóng nữa, trời ơi chắc là sẽ hớp theo cơm này luôn á. Dạ rồi, cảm ơn thầy rất là nhiều. Ngày hôm nay là lần thứ hai thầy đến với chương trình và hai món thầy làm thì em món nào cũng thích hết, chắc chắn là em sẽ về thực hiện luôn cả món này nữa. Cảm ơn thầy một lần nữa và chúc thầy thật nhiều sức khỏe, cũng như là thầy hãy hứa với em là sẽ quay trở lại với chương trình được không ạ? Được ha, nếu là có duyên ha, có cơ hội thì sẽ quay lại và chia sẻ với chương trình và quý vị khán giả nhiều hơn. Dạ, thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Khám phá bếp Việt kỳ này xin tạm khép lại với món mực xào chua ngọt. Hoài Hương chúc quý vị sẽ thực hiện thành công tại nhà và không quên là gửi những ý kiến đóng góp của quý vị ở phần bình luận bên dưới để chương trình ngày càng tốt hơn và hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt cũng như gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Chu Nam Mac Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc 16 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Khám phá bếp Việt. Còn bây giờ Hoài Hương cùng với thầy Quốc Bình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Chào quý vị khán giả kênh Khám phá bếp Việt. Hôm nay tôi xin giới thiệu món vịt khìa nước tương. Đây là món ăn trong bữa cơm gia đình. Món ăn này ngoài thơm ngon còn tốt cho sức khỏe. Để thực hiện bữa cơm gia đình 4 người ăn, chúng ta cần một cái ức vịt khoảng 800g đến 1kg và có gừng củ, dưa leo, cà chua, rau sống để ăn kèm với vịt. Gia vị nấu chúng ta gồm có quế, tai vị, đường, muối, bột ngọt, hạt nêm, nước dừa, rượu trắng. Hôm nay tôi dùng nước tương chinsu nấm shiitake, chất tốt cho sức khỏe và bữa ăn gia đình. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế vịt. Quý vị khán giả lấy cái ức ha, xong từ cái dao đây ta cứa nó xuống, rồi nó có một cái đường găng chính giữa các bạn, dọc xuống thẳng đụng tới cái xương. Rồi tôi sẽ cho một ít gừng và rượu để khử mùi. Tôi cho khoảng 100g rượu ha. Rồi chúng ta sau đó chúng ta trộn đều để khoảng 10 phút cho nó rút cái mùi rượu gừng vô cho nó không có hôi lông vịt nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đem đi xả nước ha. Bây giờ tôi đã xả nước xong. Sau đó chúng ta lấy hành tím ha, khoảng 30g, sắc mỏng. Vịt đã rửa sạch rồi, tôi sẽ mở chảo lên. Tôi sẽ cho một miếng dầu, tôi sẽ áp chảo cái da vịt này cho nó đẹp. Rồi vì chảo không chấm dính, chúng ta để dầu ít thôi. Rồi bây giờ dầu đã nóng rồi, chúng ta cho cái ức vịt vào, chúng ta áp chảo. Các bạn nhớ áp cái bề da này xuống dưới mặt chảo nha.
vì cái vịt này là nó cái da nó mỡ nhiều lắm nên chúng ta áp chảo cho nó tiết ra cái mỡ cho nó bớt ăn cho nó đỡ ngán. À, giờ tôi cũng đã nghe cái mùi thơm của vịt rồi đó. Mình trở bề nó lại ha, vịt nó cũng đã vàng cái da rồi. Ta chở. Vịt cho nó ngon đậm đà ha. Cho nó béo. Rồi còn phần xương là tôi cho vô hết luôn các bạn. Xương vịt nó đã ok rồi, giờ chúng ta gấp ra. À, bây giờ chúng ta gấp cái hai cái ức vịt ra. À, cái vịt này nó dày quá nè các bạn thấy không? À, chúng ta phải khứa cho nó hai ba đường cho nó mình hồi đó mình kìa nước tương cho nó thấm vô ha. Này, cái khứa xuôi vậy đó. Đó. Rồi, đó các bạn khứa vậy ra. Đó. Rồi. Cho 2 gam quế, 3 tay đại hồi. Rồi sau đó tôi sẽ cho nước tương vào. Rồi các bạn cho tôi khoảng 50 gam nước tương Ginsu nấm shiitake ha. Đây 50 gam. Rồi bỏ nước tương vô, sau đó chúng ta cho nước dừa tươi vào. 1 lít nước dừa tươi ha. Cho bột ngọt vào 15 gram, đường 30 gram, hạt nêm 15 gram. Sau đó chúng ta cho một ít tiêu thôi. Khi nào chúng ta chờ nước sôi đi rồi chúng ta bỏ vịt vào chúng ta kìa. Khi tới nào cạn nước là tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Rồi cái nước kìa bây giờ nó đã sôi thơm quá các bạn ơi. Giờ chúng ta cho vịt vào nha. Rồi chúng ta cho ức vịt vào. Chúng ta cứ để cho nó sôi lửa nhỏ, nếu có bọt chúng ta vớt bọt chúng ta bỏ ha. À, nấu khoảng từng tầm một tiếng trở lại là nó sẽ khô nước xuống thì nó sệt. Nãy giờ chúng ta nấu cũng đã được 45 đến 50 phút rồi. Giờ chúng ta coi nó cạn nè ha. Các bạn giờ trời lớn này các bạn đảo cho nó đều cùng tôi. Đó. Rồi chúng ta thấy cái bề da của nó nè. Nó lên màu vàng cam ha. Đó, các bạn úp nó xuống. Rồi các bạn lật qua. Rồi cái này chúng ta chịu khó đảo ha. Đảo cho đều. Rồi giờ tôi tắt lửa nha. Rồi sau đó chúng ta gia dĩa. Chúng ta gấp vịt ra dĩa ha. À, trang trí. Gấp hai gấp ra. Rồi sau đó chúng ta cắt miếng dừa ăn.
Thì sau đó chúng ta chèn cái nước cốt luôn. Chúng ta đã thực hiện xong món cơm gia đình vịt khìa nước tương. Khi ăn món ăn này chúng ta có thể chấm nước tương chin su và ớt sắc cho nó đậm vị. Chúc khán giả có bữa cơm gia đình thật là ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Chào các bạn, tôi là đầu bếp Lê Hoài Linh. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn món ốc bu xào tiêu xanh. Để làm món này chúng ta cần có ốc bu nửa ký, tiêu xanh 100g, ớt sừng, đầu hành, củ hành và một quả chanh. Gia vị gồm có tương ớt, tỏi, hành tím, bột năng, đường, muối, bột ngọt, tiêu, hạt nêm và nước tương chin su, nấm shiitake. Giờ chúng ta đập ớt, cắt chanh luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ đi luộc ốc nha các bạn. Nước đã sôi rồi tôi sẽ cho ớt vào đây. Rồi sau đó tôi sẽ nặn chanh vô luôn. Rồi mình bỏ cái chanh vô luôn. Rồi sau đó là cho ốc vào. Các bạn lưu ý luộc ốc này ha. Khi chúng ta luộc ốc xào thì chúng ta can ốc. Khi nào con ốc này nè, cái mài ốc này nè, nó vớt ra ngoài là chúng ta vớt ốc ra ngoài ha. Cho con ốc nó được vừa chín tới thôi. Chúng ta còn xào nữa. Còn nếu mà chúng ta luộc nó chín quá thì xào ăn nó sẽ không có ngon, ốc nó không có giòn. Rồi, bây giờ ốc nó đã vớt mài ra hết rồi. Giờ chúng ta tắt lửa, chúng ta vớt ra. Tôi đã lửa cho nó nguội rồi. Giờ chúng ta lễ ra. Vì chúng ta xào ốc xào chúng ta lễ lấy cái đầu này thôi, khỏi lấy cái đít nha. Tôi đã lễ ốc xong rồi, các bạn nhìn thấy ốc nó còn nè, dơ quá rồi đúng không? Rồi sau đó chúng ta sẽ cho bột năng vào đây, chúng ta xử lý bước thứ hai, cho 50g bột năng. Rồi chúng ta dắt đều lên ốc. Rồi tôi cho một ít nước vào. Đó, quá trời luôn nè. Giờ nó các bạn thấy không? Tôi sẽ đem đi rửa. Rồi, bây giờ tôi đã rửa nó, ốc nó đã sạch nè các bạn thấy không? Đó, không còn miếng nhớt luôn. Rồi, giờ tôi sẽ để tạm thời ở đây. Tôi sẽ làm cái la ghim. Đầu tiên chúng ta lấy tiêu xanh. Cái tiêu xanh này nó dài quá thì chúng ta cắt nó ra làm ba cho nó vừa ăn. Ớt sừng tôi sẽ cho 20g. Đầu hành lá tôi cho 30g các bạn. Rồi củ hành 2 củ 80g. Củ hành này chúng ta cắt nó ra làm đôi, chúng ta lột. Chúng ta sẽ cắt lại muối cao các bạn. Bây giờ phần la ghim chúng ta đã có rồi, chúng ta đi xào ốc. Giờ tôi sẽ mở lửa lên, chảo nó đã nóng rồi. Tôi sẽ cho 30ml dầu vào đây. Bước đầu tiên thì chúng ta cho tiêu vào xào trước. Rồi chúng ta xào cái tiêu nó thơm, thiệt thơm. Nghe mùi rồi đó các bạn. Các bạn cho tôi 5g tỏi, 5g hành tím. Tiếp tục xào. Tỏi với hành tím nó đã thơm rồi, chúng ta cho ốc vào. Thank you.
Rồi các bạn nhìn thấy ngóc nó đã săn rồi đúng không? Rồi chúng ta giảm lửa lại. Rồi sau đó chúng ta cho chừng khoảng 30ml nước vô. Rồi tôi sẽ cho gia vị vào. Bột ngọt 10g. Đường tôi sẽ cho 15g. Hạt nêm 4g. 1g tiêu. Sau đó tôi cho nước tương chin su, nấm shiitake 10g. Rồi tương ớt 5g. Rồi sau đó chúng ta xào cho nó sệt lại nha các bạn. Tôi sẽ cho lá ghim vô. Chúng ta cho từ thứ nha các bạn. Đầu tiên là tôi sẽ cho củ hành vào trước, vì củ hành rất là khó chín. Rồi chúng ta đảo đều. Bước cuối cùng, lá ghim nó đã chín đều hết rồi. Tôi sẽ cho 10g dầu tỏi vào đây, tăng thêm hương vị. Sau đó là chúng ta sẽ ra dĩa. Vậy là tôi đã hoàn thành xong món ốc bu xào tiêu xanh. Các bạn xào xong hoàn thành cái dĩa ốc này, các bạn ăn vô thử cái vị ốc thì nó sẽ, cái độ ốc nó sẽ giòn, cái mùi thơm của tiêu xanh nó sẽ thơm lên. Hẹn quý vị khán giả kênh Khám Phá Bếp Việt trong những chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Khám Phá Bếp Việt. Quý vị thân mến, như thường lệ thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cách làm của một món ăn. Món ăn thì đơn giản nè, dễ làm, mà nguyên liệu thì Hoài Hương nghĩ là cũng rất là quen thuộc và dễ mua nữa. Đó là món sườn ram mặn. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là món này là dễ làm đâu. Công thức như thế nào, rồi những cái bí quyết như thế nào, thì ngày hôm nay Hoài Hương có mời đến trường quay thầy Quốc Bình. Xin được chào thầy ạ. Chào Hoài Hương, chào quý vị khán giả. Hồi nãy mình có giới thiệu với khán giả là hôm nay sẽ làm món sườn ram mặn. Thì Hương nghĩ chắc chắn nguyên liệu đầu tiên mình phải có là sườn. Nhưng mà chọn sườn như thế nào cho ngon thưa thầy? Chúng ta chọn sườn là phần sườn bụng ha. Còn nếu mà chọn phần sườn ở xương vai thì nó sẽ bị dai và thường đa số là sườn già. Như vậy là quý vị nhớ là chúng ta sẽ chọn sườn ở phần bụng để có được cái phần sườn non ngon nhất thực hiện món này. Rồi, ngoài ra thì mình đâu hình như không có nguyên liệu gì khác nữa. Nguyên liệu mình thông thường là ăn kèm theo dưa leo hoặc ít cà chua và những cái gia vị thông thường đơn giản ở trong gia đình. Đó, Hoài Hương nói từ đầu rồi, món này nguyên liệu rất là dễ, chỉ có một cái nguyên liệu chính đó là sườn rồi ăn kèm với dưa leo cà chua. Nhưng mà thầy ơi, mình nói là gia vị thông thường á, nhưng mà nhiều bạn không có quen nội trợ thì cũng không biết gia vị thông thường nó là cái gì. Ở đây thì em thấy thầy chuẩn bị cũng khá nhiều nha. Em đoán cái này chắc là bột ngọt đúng không thầy? Rồi muối, đường, bột canh của Châu Limes thì em biết rồi. Dạ rồi, ở đây là tiêu, dầu hào đúng đây không? Đây là nước mắm ạ, nước mắm của Chili Med. Nước mắm. Rồi, hành tím. Hành tím tạo hương thơm ha. Dạ, và dầu ăn. Rồi, như vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong những gia vị thông thường mà có lẽ là gian bếp của gia đình nào cũng có. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện món sườn ram mặn hả thầy? Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện món sườn ram mặn. Dạ. Đầu tiên thì mình sẽ làm công đoạn nào? Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng sườn ha, thì đã sử dụng khoảng 300 gram ha. Rồi bây giờ mình sẽ phi hành ha, mình thắng màu caramel. Thì thông thường thì có thể bạn mua nước dùng màu ở ngoài chợ có sẵn. Dạ. Thì hôm nay hướng dẫn cách bạn thắng màu để tạo màu cho nó đẹp. Dạ. Rồi. Em thấy bình thường cái việc thắng màu này tuy là nó không có mất quá nhiều thời gian, nhưng mà lại khó là ở việc canh lửa. Làm sao để mà nó không có quá cháy nhưng mà nó cũng đừng có nhạt quá, thì cái màu của mình nó không có được đẹp.
Cho nên là thường các chị em nội trợ hiện đại thì sẽ chọn cái phương án là mua cái màu sẵn á, cho nó tiện. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ được đầu bếp hướng dẫn luôn. Ok, thì chọn cái màu thì thực tế bạn làm có thể là đầu tiên thì sẽ hơi khó với cái việc thắng màu để mình canh cái màu cho nó đẹp. Yeah. Nhưng mà khi bạn làm quen chừng 1-2 lần thì bạn sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Trước tiên chúng ta sẽ mở lửa lên ha. Rồi, cho vào một thìa rưỡi ha dầu ăn. Rồi, chúng ta cho đường các bạn ha. Thì có rất nhiều cách thắng màu ha. Mình cũng cho thìa rưỡi đường luôn ạ. Rồi, có rất nhiều cách thắng màu. Thì có nhiều người ta thắng bằng nước với đường ha. Và mình thì thắng dầu với đường. Và cũng có một số người ta sẽ thắng bằng đường thôi. Mình sẽ lửa riu riu ha, để cho cái màu đường tự nhiên. Thì bạn chú ý ha, trong lúc mình thắng cái đường thì đừng có khuấy nhiều. Khi mà khuấy nhiều thì làm cho nó bị lợi đường và cái màu mình sẽ không đạt ha. Em thấy là có nhiều bạn thì khi mà cho đường vô thì sẽ khuấy liên tục tại vì sợ nó cháy. Nhưng mà ở đây em có một cái điểm thắc mắc là bình thường thì em sẽ thắng đường không hoặc là đường với nước. Em thấy thông thường như vậy. Còn ở đây thầy sử dụng dầu thì nó có sự khác biệt gì ạ? Theo mình thì khi mà thắng đường với dầu thì cái màu khi mà ra món ăn nó sẽ tạo cho cái món sườn mình nó bóng hơn. Và thứ hai nữa là cái màu mình sẽ tươi hơn. Còn mình thắng đường với nước thì thông thường thì cái màu nó sẽ không tươi bằng. Hương nghĩ là đây là một bí quyết mà chúng ta nên ghi vào sổ tay nấu ăn đó ạ. Hương cũng không có tinh tế để mà biết được rằng là cái dầu ăn nó sẽ giúp cho đường của chúng ta có cái màu đẹp hơn và đặc biệt là có một cái độ bóng. Đúng rồi. Rồi bây giờ khi mà màu đã được chúng ta sẽ cho hành tím vào ha. Khoảng 20g hành tím vào chúng ta phi cho nó thơm. Và nó có sẵn cái dầu rồi cho nên là mình sẽ cho hành vào luôn. Không cần phải dầu nữa bạn ha. Thì nó có sẵn rồi. Wow. Em thấy cái màu nó lên rất là đẹp luôn. Chúng ta cho vào ha. Rồi, khi mà như này bạn có thể tắt lửa và mình cho một ít gia vị vào để cho nó hòa tan trước khi mình cho sườn vào. Tại sao mình không có ướp sườn trước mà mình sẽ làm theo cách này? Thì cách này thông thường trong những cái nhà hàng bạn, thì không có thời gian khi khách vào trong những bữa ăn trưa xong người ta có thể về nghỉ ngơi chút xíu và người ta đi làm. Thì chúng ta làm cách này cho nó nhanh. Còn nếu như bạn gia đình thì bạn có thể ướp sẵn khoảng 10 đến 15 phút để cho sườn thấm rồi xong cho chúng ta phải thực hiện cái bước này để cho nó thấm và là ngon hơn. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho ít gia vị vào để cho hòa tan trước ha. Đây là bột ngọt chúng ta cho khoảng 4g ha, khoảng 1/3 thì canh. Dạ. Rồi muối chúng ta khoảng 2g đường ha. Thì cái món này là món ăn của miền Tây thì thông thường nó có vị ngọt ha, sườn thì có vị mặn ngọt thì đường chúng ta sử dụng nhiều chút xíu. Dạ. Chúng ta sử dụng khoảng 1 thìa. Rồi bột canh của Chilimet thì nó cũng có cái vị mặn và cái hoài hòa cái gia vị. Dạ. Thì chúng ta sẽ cho khoảng 2g. Dạ. Rồi tiếp tục để tạo hương thơm ha, chúng ta cho ít tiêu xay. Dạ. Chưa gì mà em thấy cái mùi hành phi rất là thơm rồi. Đúng rồi ha. Thì cái phần cuối cùng nữa quan trọng thì mình sẽ sử dụng cái nước mắm của Chilimet ha, để tạo cái hương vị đặc trưng các bạn. Nước mắm nó sẽ thơm hơn. Nước mắm sẽ là giúp cho cái món sườn mình nó thơm hơn. Dạ. Đây, chúng ta cho khoảng 2 thìa canh nước mắm bạn ha. Dạ. Rồi. Hồi nãy thầy có chia sẻ hai cái cách để mà chúng ta làm món này là có thể ướp trước hoặc là chúng ta có thể làm như thế này. Nhưng mà Hương nghĩ với những chị em nội trợ hiện đại không có nhiều thời gian, nhiều khi là 5-6 giờ chiều về tới nhà thì là lại phải chuẩn bị cái bữa ăn tối cho gia đình. Nếu mà ướp nữa thì mất quá nhiều thời gian đi. Mình hãy học cái cách của thầy, không cần phải ướp trước nhưng mà thử xem là cái hương vị của nó như thế nào. Đó mới là điều quan trọng. Chính xác ha. Rồi bây giờ khi mà chúng ta cho gia vị rồi thì còn một cái gia vị không thể thiếu ha. Đó là thầy sử dụng cái tương ớt Chilimet ha. Thì cái tương ớt này theo mình thì khi mà cho vào thì thứ nhất cái tạo màu nó cũng sẽ giúp cái phần nó tươi hơn ha. Và thứ hai nó sẽ có độ bóng hơn. Rồi chúng ta sẽ cho một thìa tương ớt ha. Rồi bây giờ khi mà xong rồi chúng ta mở lửa lên ha, cho gia vị hòa tan đều. Đợi gia vị nó hòa tan rồi mới cho sườn vào. Đúng rồi, khi mà mình gia vị mình hòa tan rồi cho sườn vào nó sẽ đều hơn. Còn khi mình chưa tan mình sẽ nó không có đều ha. Dạ. Thì bạn thấy bây giờ cái màu rất là tươi đúng không ạ? Dạ. Bây giờ mình sẽ cho sườn vào nha bạn. Đây. Mình sẽ cho vào khoảng bao nhiêu phút ạ? À, mình đảo ha, cho sườn nó săn lại ha, tầm khoảng 3 phút đến 4 phút là được ha. Dạ. Mình đảo cho nó sườn nó săn, nó rút gia vị vào ha. Thật sự là
khi mà thầy làm cái màu á nó ám vô trong cái thịt á, rất là hấp dẫn luôn. À, thì mình thấy bạn rất là bóng ha. Dạ. À, khi mình làm như thế này thì sườn sẽ rút gia vị nhiều hơn ha, và cái màu nó đẹp hơn. Rồi khi giờ đã xong rồi chúng ta sẽ cho một ít nước vào, để Hương cho thầy ít nước. À, thì khi mà cho ít nước vào bạn, để cho sườn nó mềm và chín kỹ hơn. Đây, và chú ý là cho nước xăm xắp thôi, mình không cho quá nhiều. Dạ. À, rồi chúng ta mở lửa lên ha. À, như vậy là cho nước vào thì mình sẽ phải để thời gian bao lâu nữa ạ? À, thì mình cứ kho khi rim khi nào mà cái sườn nước nó sánh lại là đạt yêu cầu ha. Thì khi đó sườn mình đã chín và thấm gia vị rồi. Dạ. Như vậy là mình sẽ phải đợi hơi lâu một tí xíu để sườn nó chín mềm. À, trong thời gian này chắc là chị em nội trợ phải tranh thủ làm việc gì khác đúng không thầy? Đúng rồi ha, thì khi mà trong thời gian để mình chờ cái sườn nó chín mềm và thấm gia vị thì tiếp tục ta cho một ít dưa leo với cà chua để ăn kèm ha. Chúng ta sẽ cắt ha, rồi mình bào dưa leo sơ ha, vài đường cho nó tạo hoa văn cho nó đẹp. À, rồi chúng ta sẽ xếp dưa leo ha lên trên cái đĩa để mình ăn kèm ha. Thì có thể mình ăn kèm dưa leo nè và thêm một ít cà chua ha, để cho nó có cái đỡ cái độ ngán hơn ha, nếu mà mình sử dụng thịt không. Rồi chúng ta cho ít cà chua, cắt bỏ cái phần đầu đi ha. Xếp lên ha. Như vậy là chỉ cần 30 giây thôi thì chúng ta đã có một cái dĩa dưa leo với cà chua vừa ngon mà vừa được trang trí đẹp mắt như thế này. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ món sườn của chúng ta chín. Lúc này thì gian bếp của Khám Phá Bếp Việt đang rất là thơm. Hơn 10 phút rồi em không thể chịu nổi nữa rồi. À, chúng ta đã xong rồi bạn ha. Tầm khoảng 10 đến 15 phút là chúng ta đã xong cái món sườn ha. Sườn mà bạn thấy sánh lại, nước sánh lại như thế này ha, là chúng ta đã cho ra được rồi. Rồi chúng ta tắt lửa ha. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra đĩa. Dạ. Chúng ta đổ ra đĩa ha. Trời ơi, cái màu người ta gọi là màu cánh ván á. Đúng rồi. Trời ơi. À, trước khi mà bằng chung là chúng ta làm được cái màu cánh ván ha. Dạ. Nó đạt yêu cầu. Rồi ha. Xong rồi chúng ta sẽ cho một ít hành với ớt ha, để lên trang trí cho nó tạo cái màu sắc nó hấp dẫn hơn. Rồi chúng ta đã xong cái món sườn rau mặn. Ha, ăn kèm với ít dưa leo, cà chua và cơm trắng. Dạ. Trời ơi, rất là thơm luôn thưa quý vị. À, nãy giờ là ở trong gian bếp là Hoài Hương đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình rồi. Nhưng mà khi mà trình bày ra thì mình thấy là món này vừa có một cái màu sắc vô cùng hấp dẫn mà hương thơm thì cũng rất là tuyệt vời. À, thật ra cách chế biến món này thì khá là đơn giản, hơi mất thời gian một tí xíu trong cái công đoạn mà chúng ta hầm cho nó chín mềm. Nhưng mà trong thời gian đó thì các bạn, như Hoài Hương nói, các bạn có thể thư giãn hoặc các bạn có thể nấu món canh hoặc món xào. Như vậy là khoảng nửa tiếng thôi thì chúng ta đã có một bữa cơm thật là ngon cùng với cả nhà. Bây giờ thầy sẽ mời Hoài Hương thử cái món sườn rau mặn chúng ta vừa thực hiện ha. Dạ. Mời thôi dùng thử ha. Dạ. Quá là thơm luôn. Thế sao ạ? Món này phải gọi một từ thôi. Thấm. Dạ. Lúc mà em cắn cái miếng sườn vào á thì em thấy nó khá là mềm, cái thịt, phần thịt mềm, cái phần sụn thì vẫn còn hơi giòn giòn nè. Và cái thịt, có lẽ là mình chọn thịt ngon cho nên là thịt rất là ngọt. Và đặc biệt em ấn tượng với lại phần gia vị. Hồi nãy mình có nói là thầy sẽ chế biến theo cách là không có ướp trước. Nhưng mà em thấy trời ơi, nó thấm rất là thấm luôn. Mà cái vị đúng chuẩn của miền Nam là hơi mặn mặn nhưng mà hơi ngọt ngọt để cân bằng. Và đặc biệt rất là thơm. Còn màu thì thôi khỏi phải nói rồi, rất là hấp dẫn nữa. Hoài Hương nghĩ là món này nếu mà các bạn muốn lấy lòng mẹ chồng nè, lấy lòng ông xã nè, mình thử làm một cái món đơn giản trong một bữa cơm gia đình, rất là dễ thôi nhưng mà mình có thể lấy lòng được mọi người. Hoài Hương hy vọng là lần sau khi mà đến với chương trình thì thầy cũng sẽ hướng dẫn Hoài Hương cũng như là quý vị khán giả những món cũng dễ làm như vậy nha thầy, nhưng mà cũng ngon và đưa cơm như vậy luôn. Đồng ý ha, và mong lần sau sẽ đến với chương trình và chia sẻ với thật nhiều món ngon hơn nữa.